Xin chào các CEO. Hôm nay thì Tuấn chia sẻ với các anh chị về một cái chuyên đề kỹ năng rất là nhỏ, đó là cái quản trị thời gian của CEO về việc check email. Thì quản lý thời gian. Cái việc mà để cho CEO thành công hay không là chúng ta mỗi người chỉ có 24 giờ, và người nào quản lý thời gian tốt thì người đó sẽ có cái cơ hội làm được nhiều việc lớn hơn. Và check email là một trong những cái thứ mà CEO phải mất rất nhiều thời gian. Bởi vì thế này, thường là CEO, cái cách thông thường ấy là CEO hay nhận được email của nhân viên. Và thường nhân viên nói rằng là em gửi anh. Hay là gửi sếp một cái tài liệu. Và muốn xin ý kiến. Anh góp ý. Thì xin thưa các anh chị, thông thường đây là một cái việc mà các CEO trong các doanh nghiệp lớn là rất hay gặp phải cái câu chuyện này. Thế thì khi gặp phải câu chuyện này thì thường các ông CEO, ông ấy làm cái gì? Là việc số 1, ở cái bước 1 là ông ấy đao cái tài liệu này về. Xong bắt đầu truyền cho người gì ạ? Bắt đầu ông ấy sửa. Đây là vai trò của ông sếp nha. Thì đây là công việc của ông sếp này. Chúng ta nhìn thấy ông sếp. Đây là dòng công việc của nhân viên. Nó gửi cái tài liệu, xong nó xin ý kiến sếp. Thế bắt đầu ông sếp mới lộ lại đây. Sếp mới đao tài liệu về. Xong rồi sếp mới làm động tác gì ạ? Sửa tài liệu xong bắt đầu là gì ạ? Gửi email cho nhân viên. Và bảo nhân viên là mày xem, mày in ra, mày bài. Đấy, thì đây là thông thường là các ông CEO bận rộn là chuyên bị dính vào cái câu chuyện này. Thì chúng ta mới phân tích cái hệ lụy của cái câu chuyện này nó sẽ diễn biến như thế nào. Thì xin thưa các anh chị, câu chuyện đầu tiên đó là cái việc mà anh làm sếp, mà chúng ta mới nhìn rõ hai cái vai trò là sếp và nhân viên. Đây là hai câu chuyện mà đối nghịch nhau. Thông thường sếp là người soạn văn bản và thư ký nó sửa văn bản cho mình, hoặc là nhân viên nó soạn văn bản và sếp chỉ sửa phê trên bản vở cứng thôi. Nhưng mà như thế này thì anh chị thấy là sếp vô tình trở thành thư ký cho nhân viên, tức là nhân viên nó soạn một tài liệu gửi cho sếp, sếp đao về, sếp sửa, thì vô tình mình là người sửa tài liệu chứ không phải là người gọi là duyệt tài liệu nữa. Và do cái việc mà các anh tưởng là anh đang duyệt, cho nên dẫn tới vô hình chung anh là người sửa tài liệu chứ không phải là anh người duyệt tài liệu. Nhưng mà mình vô tình mình đang làm một cái việc rất là lòng hoảng. Và như thế này các anh chị mất thời gian vô cùng. Và đặc biệt trên máy của CEO, nếu mở laptop ra mà nhìn thấy vô cùng nhiều những cái tài liệu mà phải đào về và sửa cho nhân viên, thì rõ ràng chúng ta thấy là ông sếp này thật sự là người thư ký của hệ thống chứ không phải là người điều hành hệ thống. Vậy thì cách thông thường người ta làm thế nào? Thì thông thường để đỡ mất thời gian nhất là, thứ nhất là nguyên tắc người ta không check mail, mà check mail chỉ để xem là bạn có gửi cho tôi cái tài liệu này không, chứ không phải check mail xong là để trả lời nhân viên. Vậy thì khi mà nhân viên muốn xin ý kiến mình về cái việc sửa tài liệu như thế nào, thì nguyên tắc của tôi là tôi yêu cầu nhân viên đó phải in ra và ra bản cứng. Nếu như mà công ty có nhiều chi nhánh thì nguyên tắc thư ký của mình nó sẽ chịu trách nhiệm, nó in ra bản cứng. Và khi in ra bản cứng như vậy thì nếu họ là người trình trực tiếp, mà chúng ta sẽ thấy nếu trong trường hợp họ sai thì ông sếp ông sẽ hỏi là tại sao anh lại dùng từ ngữ này, tại sao anh lại bố trí văn bản như thế này, và hỏi như thế này xong thì khi mà nhân viên họ tự trả lời thì họ sẽ tìm ra cái gì ạ? Cái sai của chính họ. Và khi họ tìm ra cái sai của chính họ thì lần sau họ không mắc cái sai nữa, và đặc biệt nữa là họ tự đi sửa, họ tự in ra và họ tự chịu trách nhiệm với chính cái văn bản họ đã làm. Câu chuyện thứ hai, nếu như mỗi lần mà tôi phải sửa sai cho anh chị, mà tôi thuê các anh chị về để làm việc cho tôi chứ không phải thuê các anh chị về để tôi dạy dỗ. Vì vậy mỗi một lần mà tôi phải dạy dỗ và sai chỗ nào mà phải đi sửa thì lúc đấy tôi sẽ trừ điểm KPI.
Và cứ mỗi lần như thế này thì dần dần nhân viên của mình họ cũng tiến bộ lên và họ không còn mắc những cái sai lầm tương tự như lần trước nữa. Và việc này vừa giúp cho sếp mất ít thời gian hơn, vừa là giúp cho nhân viên nó tăng cái tầng bậc trí tuệ lên, và nó không như một cái việc mà một cái máy làm việc nữa, mà đúng sai là phải do sếp một quyết định. Và câu chuyện nếu như các anh chị đã tiếp tục thực hiện cái câu chuyện mà đao tài liệu về và sửa gửi cho nhân viên, thì lâu ngày nhân viên nó sẽ mặc định là gì, đằng quái nào thằng này nó cũng sửa, vì vậy chả việc gì phải làm cẩn thận, kiểu gì nó chả sửa cho mình. Vì vậy các anh chị vô tình luông chiều nhân viên, khiến cho nhân viên nó sai lần thứ N, và dần dần nó hình thành một thói quen sai là chuyện tất yếu. Và lỗi đấy không phải lỗi tại nhân viên mà lỗi tại ông CEO. Và đặc biệt như thế này, nhân viên thì càng ngày càng lười tư duy, tức là tôi gọi là mất não, nhưng ngược lại sếp càng ngày càng bận rộn và trở thành một thư ký chuyên nghiệp cho hệ thống. Đấy là câu chuyện nếu họ sai. Còn nếu họ đúng thì rõ ràng anh chỉ gì ok một cái là gì, là xong. Vì vậy cái việc mà tôi nhìn thấy các ông sếp buổi sáng ra check mail đến hàng tiếng đồng hồ và đi sửa văn bản đến tận 11, 12 giờ trưa thì chẳng còn gì để mà làm những nghĩ được những cái việc lớn cho hệ thống nữa. Vì vậy tôi muốn chia sẻ các anh chị rằng đây là một cái văn hóa gọi là văn hóa check email. Như vậy đối với check email về mặt báo cáo là trách nhiệm các anh chị xem xong và ấn là gì, tôi đã xem là xong. Câu chuyện thứ hai, nếu muốn xin ý kiến về tài liệu, về kế hoạch, về văn bản nào đó thì cách tốt nhất hãy in bản cứng cho tôi và tôi sửa trên đấy. Nếu như tôi sửa cho anh chị một chữ, tôi trừ một điểm KPI. Tôi sửa 10 chữ, trừ 10 điểm KPI. Nếu mà cái ý văn bản đấy nó không rõ nét theo đúng cái mong muốn của hệ thống, tức là đi sai chạy sai cái văn hóa của hệ thống, thì tôi sẽ hỏi lại anh chị là tại sao điền như thế này. Nếu như họ giải thích được nó thỏa đáng thì không có gì phải bàn, nhưng nếu không thỏa đáng họ phải tự sửa, thì đấy là cũng là một lần dạy dỗ và chúng ta cũng trừ điểm KPI. Và có như vậy thì nhân viên tiến bộ, sếp mất ít thời gian hơn. Đấy là cách quản trị thời gian tốt nhất cho CEO, và đó cũng là cách mà trong quá trình chúng ta ký văn bản cũng là lúc chúng ta đào tạo nhân viên ngày một tiến bộ hơn. Và chúc cho các CEO dần dần chúng ta sẽ thoát khỏi những cái văn bản giấy tờ mà phải sửa từng lỗi chính tả, sửa từng câu từng chữ. Như vậy thì chúng ta mới làm được những cái việc mà lớn hơn để phục vụ cho cả một hệ thống của doanh nghiệp. Chúc các anh chị có một doanh nghiệp thành công. Cảm ơn.